Có khi nào mà bạn được đi du lịch trong một cái khung cảnh mà tất cả mọi cái dịch vụ là không cần phải chen lấn gì hết chưa? Mình đã được một lần như vậy khi mà đi tham quan ở núi Bà Đen thuộc Tây Ninh á, mình được thoải mái ngắm cảnh, tự do thưởng thức cảnh mà không cần phải chen lấn gì hết. Mình còn được xe điện chở đi vòng 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 mà chỉ lấy vé một lượt đi thôi, còn lượt về là miễn phí luôn á. Bình thường thì cái khu này rất là đông, mua vé đi cáp thôi thì cũng phải xếp hàng chờ lâu, thiệt là lâu mới tới lượt mình được mua vé nữa đó. Cái chú lái xe điện còn dễ thương đến mức là khi mà nghe mình nói là muốn mua bánh hoặc là đặc sản về, chú còn đề nghị là sẽ chở tới cái tiệm ngon để mà dừng lại chờ mua nữa đó. Đi du lịch như vậy là quá tuyệt vời đúng không các bạn? Bây giờ thì enjoy thôi.